Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, mỗi buổi sáng quý vị có điều kiện gặp gỡ cà phê sáng chúng tôi qua chương trình của kênh 56.7. Quý vị cùng với chúng tôi nhìn xem tất cả những sự kiện qua ly cà phê sáng. Trong thời gian gần đây thì chắc quý vị đã nghe nói một trong những sự kiện quan trọng thường xuyên nói đến thông qua các hãng thông tấn, đặc biệt là của Đảng Dân Chủ đề cập đến thường xuyên trong các buổi hội họp ở tại tòa nhà Quốc hội ở Washington DC. Việc chúng ta nói đến là vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, giữa một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và ông Tổng thống của Ukraine, đó là ông Zelensky. Qua cuộc điện đàm này thì Tổng thống Donald Trump đã có nhà ý muốn nhờ ông Zelensky điều tra và cố gắng giúp cho ông biết được thêm tất cả những gì mà con trai của ông Phó Tổng thống Joe Biden đã thực hiện ở tại Ukraine. Tất cả những sự kiện này tưởng như chìm vào quên lãng thì không hiểu tại sao lại được phanh phui ra bởi một người có tên là người tố giác sự kiện này và được tất cả các thành viên của Đảng Dân Chủ Hạ Viện đưa ra và xem đây là một trong những cái nguyên nhân chính để buộc tội Tổng thống Donald Trump. Một trong những sự kiện mà chúng ta đã trình bày trong những thời gian vừa qua và hôm nay thì lại một thêm một cái tin mới nữa, đó là ông Ngoại trưởng Mike Pompeo xác nhận hôm thứ Tư rằng ông đã có mặt trong cuộc điện đàm gây tranh cãi hồi tháng 7 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Sự kiện diễn biến như thế nào thưa Nhi Huyền? Ngoại trưởng Mike Pompeo đã xác nhận hôm thứ Tư rằng ông đã có mặt trong cuộc điện thoại gây tranh cãi hồi tháng 7 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky, hiện đang là chủ đề của một cuộc điều tra luận tội do Hạ viện đã đưa ra tuần trước. Và Ngoại trưởng Luigi Di Maio đã nói rằng tôi đã gọi điện thoại và các phóng viên trong cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Ý đã nói qua điện thoại trong vấn đề này và tôi biết chính xác chính sách của Mỹ đối với Ukraine là gì. Ông Pompeo nói thêm và nó rất nhất quán và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thúc đẩy những kết quả đó. Sự thừa nhận của ông Michael Pompeo đã đưa ra sau khi tạp chí Wall Street báo cáo rằng ông có một cuộc gọi vào đầu tuần này. Cuối tháng trước, ông Pompeo đã được hỏi ông nghĩ gì về cuộc thảo luận giữa Tổng thống Donald Trump và ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn với một hãng thông tấn có tên là ABC. Vì vậy, bạn vừa đưa ra cho tôi một bản báo cáo đầy đủ về tất cả những khiếu nại của mọi người về vấn đề người tố cáo. Không ai trong số đó tôi từng thấy, ông Mike Pompeo đã cho biết rằng ông không biết về đến cái người tố cáo này. Và ông Pompeo nói trước khi bảo vệ chính sách của Ukraine với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, tất cả các nhà bình luận của Bộ trưởng, đặc biệt là trong tất cả các thư ký ở Bộ Ngoại giao, đã diễn ra trong một bối cảnh là Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao sắp xếp một cuộc họp ngắn đáng ngạc nhiên trên tòa nhà Quốc hội hôm thứ Tư với các tất nhân viên của Ủy ban Hạ viện và Thượng viện về các tài liệu liên quan đến Bộ Ngoại giao và Ukraine. Thượng viện, đặc biệt là Thượng viện Hoa Kỳ đã bàn cãi về tất cả các vấn đề liên quan đến Bộ Ngoại giao của Ukraine. Nhiều nguồn tin thân cận với Quốc hội đã nói với công qua cơ quan thông tấn NBC. Trong khi đó, thì cựu đặc phái viên của Ukraine là Gosh Volker và cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine đó là Marie Jovanovic sẽ sớm ngồi dự bị trước khi các ủy ban Hạ viện tham gia vào các việc gọi là điều tra luận tội Tổng thống. Hôm thứ Ba, thì ông Pompeo đã đẩy lùi yêu cầu của ủy ban này để phỏng vấn các quan chức hiện tại và của Bộ Ngoại giao như là một phần của cuộc điều tra của họ và cáo buộc Đảng Dân Chủ đang cố gắng đe dọa và bắt nạt họ. Bây giờ thì chúng ta nói đến Tổng thống Donald Trump và đóng vai trò gì trong một trong sự kiện quan trọng đối với sự nghiệp chính trị của ông trong lúc này. Như hôm qua chúng tôi đã gửi đến tất cả những bài bình luận, tất cả những sự nhận xét của các giới chức có gọi một cái kiến thức và có sự hiểu biết sâu rộng về vấn đề của impeachment tổng thống lúc này sẽ diễn ra như thế nào. Lẽ nhiên tất cả mọi người đều nhìn nhận rằng khó có thể có được một cái sự bãi nhiệm tổng thống Donald Trump diễn ra vào lúc này vì Thượng viện Hoa Kỳ như chúng tôi đã trình bày vào hôm qua vẫn còn một số đa số gọi là nắm vững và có thể đánh bại 47 vị thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ bất cứ lúc nào. Bởi vậy thì con số sau ngoài 60 vị thượng nghị sĩ đồng ý sau khi Hạ viện Dân Chủ nếu có đưa ra bản luận tội với Tổng thống
thì chắc lẽ Thượng viện cũng sẽ bác bỏ và không đem đến một cái kết quả nào như phía Dân Chủ mong muốn. Vậy thì phía Dân Chủ đưa ra bản luận tội để làm gì? Kính thưa quý vị, đây là một trong những câu hỏi liên quan đến vấn đề chính trị và tất cả các nhà phân tích cho rằng có hai ý kiến. Việc trước tiên, vấn đề luận tội sẽ là một con dao hai lưỡi và sẽ làm cho đảng Dân Chủ mất đi cái niềm hy vọng trở lại White House vào đầu năm 2021 qua kỳ bầu cử 2020. Vì cho thấy thế lực của Tổng thống Donald Trump sau tất cả sự thất bại của đảng Dân Chủ ở tại cả Thượng viện, từ Hạ viện cho đến Thượng viện để mang lại một cái chiến thắng vinh quang và niềm tự tin qua vấn đề kinh tế đối với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên bên cạnh đó thì tất cả nhà bình luận và tất cả các nhà khảo cứu về tất cả những tiến trình luận tội đều cho rằng có thể đảng Dân Chủ sẽ sử dụng một cái thời gian dài từ đây cho đến ngày bầu cử để hầu đánh soi mòn lại tất cả những người nào đã có lập luận tin tưởng vào Tổng thống Donald Trump trong khoảng thời gian sắp tới đây ở những cái tiểu bang, đặc biệt là 5 tiểu bang mà có thể nói có thể từ màu xanh biến thành màu đỏ, cũng giống như màu đỏ biến thành màu xanh mà chúng ta hay gọi là swing voter state. Tuy nhiên là những tiểu bang có sự thay đổi, trong đó chúng ta phải nói đến những tiểu bang như Ohio, North Carolina, Pennsylvania, Iowa, cũng giống như Kansas. Đó là những cái tiểu bang mà chúng ta nghĩ rằng vào những cái lợi tức hiện nay và những cuộc thăm dò hiện nay thì cho thấy Tổng thống Donald Trump có phần thắng thế dễ hơn. Tuy nhiên những đến vào những ngày và sau khi luận tội đưa ra những cái bằng chứng mới, tất cả những sự kiện mà chúng ta không thể ngờ được thì liệu có thể làm giảm đi uy tín của Tổng thống Donald Trump và chức vị Tổng thống có thể lọt về đường đảng Dân Chủ được hay là không? Đó là tất cả những sự kiện mà tất cả các nhà bình luận trong những ngày qua thường hay đề cập đến sự kiện mà chúng ta gọi là impeachment, tự nhiên là luận tội Tổng thống. Và Tổng thống Trump trong vài ngày qua đã tán thành một số tuyên bố lý thuyết khi ông cố gắng bác bỏ khiếu nại của những người tố giác liên bang về nỗ lực của Tổng thống Trump đã thúc giục Tổng thống Ukraine về điều tra cựu phó Tổng thống Joe Biden và con trai của ông, bao gọi là Hunter Biden. Và Tổng thống đã san bằng một số lời buộc tội tại người tố giác trên Twitter trong nỗ lực làm mất uy tín của cá nhân ẩn danh có khiếu nại trọng tâm trong cuộc điều tra luận tội được Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi công bố vào tuần trước. Và dưới đây là những tuyên bố mà Tổng thống đã đưa ra về người tố giác và những tố cáo về cuộc gọi vào ngày 25 tháng 7 của Tổng thống là và Tổng thống Ukraine Zelensky. Và Trump đã tuyên bố người tố giác chỉ là một người được gọi là người thổi còi. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên bắt nguồn từ một người tố cáo tất cả những sự kiện liên quan đến cuộc điểm đàm vào ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Nội dung của cuộc đàm phán là liên quan đến vấn đề gọi là theo dõi, điều tra cựu phó Tổng thống Joe Biden và con trai của ông là Hunter Biden. Tổng thống Donald Trump và các đồng minh lập luận rằng người tố giác này hoàn toàn không phải là người tố giác. Ông mô tả đó là một người tố giác cái gọi là người thổi còi. Nhưng văn phòng Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo đã thành lập một trong những tuyên bố hôm thứ Hai rằng người khiếu nại đã đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý để được coi là một người tố giác. Đây là một trong những sự kiện tố giác để vấn đề điều tra luận tội của Tổng thống Donald Trump. Và đặc biệt, ông Pompeo đã xác nhận ông đã tới Ukraine trong một cuộc điều tra luận tội cập nhật trực tiếp. Ông Pompeo đụng độ với đảng Dân Chủ về lời khai của các nhà ngoại giao cập nhật trực tiếp. Xu hướng nội chiến hai trên Twitter sau khi Tổng thống Donald Trump đăng bài tội phản quốc là gì và ai có thể bị kết án. Chúng ta thấy càng ngày càng có những yêu cầu thêm về vấn đề gọi là impeachment, tự nhiên là luận tội Tổng thống. Và theo luật điều chỉnh khiếu nại về người khiếu nại này là luật bảo vệ người thổi còi của cộng đồng tình báo và yêu cầu người khiếu nại phải là nhân viên của một thành phần của cộng đồng tình báo, một nhân viên được chỉ định hoặc chi tiết cho một thành phần của cộng đồng tình báo hoặc nhân viên của một nhà thầu cho cộng đồng tình báo. Lẽ nhiên tất cả một trong những lập luận chính của Tổng thống là người tố giác chỉ dựa vào thông tin cũ hoặc thậm chí là thông tin đến từ người thứ ba mà thôi. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những yêu sách thường xuyên cũng như tất cả các đồng minh của mình như luật sư cá nhân Rudy Giuliani và nhà lãnh đạo dân tộc thiểu số Kevin McCarthy. Người tố giác nói trong đơn khiếu nại rằng phần lớn những thông tin được báo cáo đến từ các quan chức chính phủ Hoa Kỳ khác và có kiến thức trực tiếp về tất cả những gì liên quan đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky.
Người tố giác nói rằng hơn nửa tá quan chức Hoa Kỳ đã thông báo cho anh ta về các sự kiện mà anh ta đã tiết lộ, và nhiều quan chức Nhà Trắng đã có kiến thức trực tiếp về cuộc gọi và đã thông báo với tôi rằng sau khi trao đổi ban đầu về niềm vui, Tổng thống đã sử dụng phần còn lại của cuộc gọi để thúc đẩy lợi ích cá nhân của mình. Trong cuộc điện đàm này có hai phần. Việc trước tiên là về phần đầu tiên, Tổng thống trao đổi với tất cả gọi là nghi thức ngoại giao với Tổng thống Ukraine. Nhưng phần hai của cuộc điện đàm là để gọi là sử dụng để thúc đẩy nhằm tạo nên những lợi ích cá nhân của mình cho cuộc bầu cử vào năm 2020. Tuy nhiên, người tố giác cũng nói rằng họ cũng có sở hữu thông tin trực tiếp, và theo tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai bởi Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo, được hướng dẫn bởi ông Michael Atkinson, người tố giác đã đánh dấu hai hộp trong việc nộp đơn khiếu nại. Người tố giác đã kiểm tra một hộp nói rằng anh ta hoặc cô ta đã thu nhập thông tin trực tiếp, và kiểm tra một hộp khác nói rằng thông tin đã thu nhập được. Người tố giác tuyên bố trên mẫu đơn rằng họ sở hữu cả thông tin đầu tay và thông tin khác. ICIG đã xem xét thông tin được cung cấp như tất cả các tin khác được thu nhập và xác định khiếu nại này là khẩn cấp và có vẻ đáng tin cậy. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến những gì mà chúng ta cần hiểu biết qua vấn đề gọi là Đảng Dân Chủ hiện nay đang dồn mọi nỗ lực để hầu làm sao để có một cái cuộc gọi là bại. Có thể nói là chúng ta không thể nói trút phế được, vì cái chữ impeach không phải là đến chữ trút phế, và đây tự nhiên là một trong những bãi quyền tổng thống mà thôi. Chúng ta chờ xem sự kiện này diễn biến như thế nào. Quý vị đang cùng với Duy Hiền và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.